Xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị cùng đến với chương trình 12 giờ hôm nay, thứ năm ngày 1 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay, Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Mục tiêu trong năm tới, thành phố Cần Thơ tập trung thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, tính tự lực tự chủ, khả năng chống chịu thích ứng của nền kinh tế. Năm 2022, Thành ủy Cần Thơ xác định tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thích ứng an toàn linh hoạt để khôi phục và phát triển kinh tế xã hội thành phố. Với sự quyết tâm cao, thành phố Cần Thơ đã kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Kinh tế của thành phố đạt mức tăng trưởng ước đạt 12,64% và tăng cả 3 khu vực, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng gần 2,5%, công nghiệp và xây dựng tăng hơn 18%, dịch vụ tăng hơn 13%. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 83 triệu đồng, tăng so với năm 2021. Năm 2023, đánh dấu mốc 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 14. Theo đó, thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 9,5-10% một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,36% theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều. Thu nhập bình quân đầu người đạt 94-95 triệu đồng. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, nâng cao hiệu quả phối hợp trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm. Bên cạnh đó, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, có cơ chế chính sách đồng bộ, khả thi, đột phá để thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển đồng bộ, ổn định, bền vững các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp và các loại thị trường, nhất là thị trường vốn, lao động, khoa học công nghệ và bất động sản. Thành phố xác định đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, tăng cường kết nối liên kết vùng khu vực quốc tế, nhất là các công trình hạ tầng giao thông quan trọng. Đồng thời triển khai có hiệu quả công tác quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đó, thu hút tối đa nguồn lực đầu tư, đa dạng hóa các hình thức huy động, giải ngân tốt các nguồn vốn và sử dụng hiệu quả nguồn lực, nhất là nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước. Ngoài ra, ưu tiên vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế xã hội. Hôm qua, Đảng ủy Quân sự quận Bình Thủy đã tổ chức hội nghị Đảng ủy Quân sự quận phiên cuối năm 2022. Ông Trần Quốc Vũ, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, Bí thư Đảng ủy Quân sự quận, chủ trì hội nghị. Trong năm 2022, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự quận Bình Thủy đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên và tình hình nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu. Chỉ đạo tổ chức tập huấn huấn luyện cho các đối tượng đúng nội dung chương trình, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp quận và chỉ đạo phường Long Tuyền, Bình Thủy tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ đạt mục đích yêu cầu, thực hiện tốt chế độ chính sách hậu phương quân đội, tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết chỉ thị cho 100% cán bộ đảng viên trong lực lượng vũ trang quận. Bên cạnh đó, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự quận còn chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng bộ vững mạnh về tổ chức và cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực, đổi mới phong cách lãnh đạo, tác phong công tác. Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự quận Thốt Nốt cũng vừa tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2017-2022. Trong giai đoạn 2017-2022, Ban Chỉ huy Quân sự quận Thốt Nốt đã quán triệt, học tập và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn theo quy định. Các tổ chức đảng sinh hoạt có nề nếp, duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện đảm bảo đúng nội dung chương trình kế hoạch, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu. Tất cả 9 chi bộ quân sự phường có cấp ủy, đặc biệt khi dịch COVID-19 bùng phát, Ban Chỉ huy Quân sự quận chủ động kịp thời điều động lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng tham gia quản lý các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa, các chốt kiểm soát phòng chống dịch. 5 năm qua, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quận đã được các cấp khen tặng 154 lượt tập thể, 536 lượt cá nhân. Riêng Ban Chỉ huy Quân sự quận được Bộ Quốc phòng tặng 1 bằng khen, Quân khu 9 tặng 5 danh hiệu đơn vị quyết thắng, 2 cờ dẫn đầu trong công tác tuyển quân và 5 bằng khen các loại. Dịp này, Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt khen thưởng cho 6 tập thể và 27 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng.
Huyện Cờ Đỏ cũng vừa tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2017-2022. Đến dự có đại tá Trần Quốc Khởi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện. 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Cờ Đỏ thực hiện đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, lực lượng dân quân thường trực đạt trên 93%, sắp xếp biên chế các đơn vị dự bị động viên đạt gần 100%. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập luôn được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt. Công tác tuyển quân từ năm 2017 đến năm 2022, huyện luôn hoàn thành đạt chỉ tiêu trên giao, qua đó có 889 thanh niên lên đường nhập ngũ. Thực hiện tốt Tết quân dân, qua đó đã xây dựng mới và sửa chữa 145 căn nhà tình đồng đội tình nghĩa và nhà đại đoàn kết, bắt mới 13 cây cầu, bê tông hóa trên 27 km đường giao thông nông thôn, với tổng kinh phí trên 98 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng vũ trang huyện còn thường xuyên giúp đỡ nhân dân khắc phục khó khăn, hậu quả thiên tai, lốc xoáy, tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2017-2022 được biểu dương khen thưởng. Đoàn công tác thành phố Cần Thơ do ông Trần Văn Khải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố làm trưởng đoàn, đã vừa có buổi làm việc tại huyện Vĩnh Thạnh về tình hình thực hiện quyết định số 155 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp cho Ủy ban nhân dân các quận huyện năm 2022. Tính đến cuối tháng 11, toàn huyện Vĩnh Thạnh có 87.138 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt hơn 89% dân số trên địa bàn. Trong đó, các xã Vĩnh Bình, Thạnh Lợi, Thạnh Thắng đạt hơn 92% dân số. Về bảo hiểm xã hội có 5.429 người tham gia, trong đó tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1.391 người, đạt gần 65% kế hoạch. Bảo hiểm thất nghiệp có 3.528 người tham gia, đạt gần 97%. Đoàn công tác ghi nhận nỗ lực của huyện Vĩnh Thạnh trong việc phát triển các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và đề nghị huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố về công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Quý vị và các bạn thân mến, với mỗi người dân dùng sông nước miền Tây, có lẽ hiếm có loại bánh nào ngon hơn bánh được làm từ cháy bếp nhà mình. Chỉ từ bột gạo, bột nếp và những nguyên phụ liệu thân quen hàng ngày, người miền Tây đã có thể làm ra thành hàng trăm loại bánh ngon. Có loại thì đơn giản nhưng cũng có loại rất cầu kỳ tinh tế. Sự sáng tạo cũng là yếu tố quan trọng để bánh quê luôn hấp dẫn mãi đến tận bây giờ. Hơn 2 thế kỷ tồn tại, làng bánh tráng Thuận Hưng thuộc phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt là làng nghề lâu đời nhất nhì ở Cần Thơ. Ở đây, bà Hà Thị Sáu là nghệ nhân có tiếng với gần 40 năm theo nghề. Truyền thống mình bằng cái nghề này nè, giờ người ta thích cái nghề này lắm luôn. Có bánh tráng này ha, giờ dễ lắm, người ta mua, người ta cho rồi đó. Chứ cái nghề này thì cực dữ lắm luôn, mà giờ mình bằng quen rồi, bằng hoài. Nhờ được chuộng, từ chỗ chỉ tập trung vào mùa Tết, giờ bà con sản xuất quanh năm. Đều đặn mỗi ngày, chị Liên có gần 3.000 bánh mới để bán. Những cái bánh mỏng dánh mà giúp cả nhà nó ấm suốt 20 mấy năm nay. Không biết có làm giàu không mà mình cũng được cái nhà tường. Nói cho vui thôi thì mình cũng kể như là xóa đói giảm nghèo đi, mình cũng khỏi được cái cảnh nghèo. Cũng có ăn có sống hàng ngày. Cũng dư giả chút đỉnh. Trẻ đi nghề khác không mà phóng đi nghề khác không à. Cái nghề này là chỉ là dân sồn sồn gì không à. Cũng khởi nguồn bằng đam mê, nhưng ở gian bếp này, những người giữ lửa cho từng mẻ bánh lại còn rất trẻ. Từ kinh nghiệm của ông bà, chị Trân và bạn bè từng bước thử nghiệm để làm mới bánh quê. Ông bà ta hồi xưa thường hay có chuối, quần chuối có, rồi có bột gạo, là cứ vậy là làm ra bánh thôi à. Chứ không có gì, còn bây giờ thì mình biến tấu hơn nữa. Ở đây có bánh chuối sô-cô-la, hoặc là bánh chuối xốp, mình ủ men xíu thôi. Còn bánh bò cũng vậy nữa, ngày xưa thì ông bà ta thường thấy làm màu trắng không à. Nhưng mà ở đây thì mình làm ngũ sắc luôn. Màu gốc nè, rồi màu tím lá cẩm, rồi màu xanh hoa đậu biếc. Giữa thời của bột làm sẵn, cái cối đá chỉ để gợi nhớ về ngày xưa. Nhưng bánh quê thì khác. Khi tìm được sức sống mới, ngoài giá trị ẩm thực và văn hóa độc đáo, bánh dân gian Nam Bộ còn có vai trò trong việc thu hút đầu tư và phát triển du lịch. Chương trình tiếp tục với những thông tin khác.
Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền cùng các ngành chuyên môn đã dự đến kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn huyện. Theo đó, lãnh đạo địa phương đến thăm tình hình sản xuất hoa kiển tại Hợp tác xã Hoa kiển Tân Long A, xã Tân Thới, chăm sóc vụ lúa đông xuân 2022-2023 và thu hoạch vú sữa của bà con xã Diên, Hợp tác xã Dường Cây Ăn Trái, Trường Khương A, xã Trường Long. Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, bà con Hợp tác xã xuống giống hơn 130.000 giỏ hoa các loại, tăng gấp đôi so với Tết năm 2022, với các giống như cúc Đài Loan, cúc mâm xôi, cát tường, hoa chuông, hoa ly. Đến thời điểm này, bà con trên địa bàn tổ chức xuống giống dứt điểm vụ lúa đông xuân với 698 hectare. Hiện nay lúa đang giai đoạn mạ non và phát triển tốt. Bên cạnh đó, bà con huyện Phong Điền còn gieo trồng 110 hectare rau màu, chăm sóc gần 1.300 hectare vườn cây ăn trái để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán sắp tới. Riêng tại Hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương A, bà con đang bước vào chính vụ thu hoạch vú sữa với hơn 250 tấn trái. Mùa vụ này, bà con xã Diên phấn khởi vì được giá cao. Hiện nay, thương lái thu mua với giá 25.000 đồng một ký. Còn ký hợp đồng với các công ty bao tiêu xuất khẩu khoảng 90 tấn với giá 50.000 đồng một ký. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Cần Thơ cùng Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Cồn Sơn đã vừa tổ chức thả hơn 5.000 con cá giống các loại để tái tạo nguồn lợi thủy sản. Tổng số lượng cá thả đợt này là hơn 100 ký cá giống các loại, loài đặc hữu ở khu vực sông Hậu như cá lóc, cá bông lau, cá dù đếm, cá chạch lấu, cá rô, vân vân. Đây là một trong những hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 16 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát môi trường 29 tháng 11 và 15 năm ngày thành lập Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Cần Thơ. Qua đây tuyên truyền tới các tổ chức cá nhân và người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, khai thác thủy sản gắn với bảo vệ môi trường, nghiêm cấm sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã tổ chức tập huấn quản lý khoa học và công nghệ quận huyện cho Ủy ban Nhân dân chín quận huyện, sở ban ngành đoàn thể, các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Buổi tập huấn đã cung cấp thông tin, kiến thức cho các đại biểu về các văn bản pháp luật, chính sách liên quan lĩnh vực khoa học và công nghệ, an toàn bức xạ hạt nhân, sở hữu trí tuệ, hướng dẫn xây dựng đề xuất tổ chức thực hiện nhiệm vụ ứng dụng chuyển giao khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước ở quận huyện, phổ biến một số kết quả nghiên cứu công nghệ tiến bộ kỹ thuật dùng đồng bằng sông Cửu Long phục vụ chuyển giao ứng dụng vào sản xuất và đời sống, hướng dẫn đăng ký tham gia các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp sở hữu trí tuệ, đổi mới công nghệ. Phường Lâu Hòa, quận Bình Thủy đã vừa tổ chức lễ trao tặng nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Nguyễn Ngọc Phương ở khu vực Bình Dương gặp khó khăn về nhà ở. Căn nhà được trao tặng có diện tích 40m², kinh phí xây dựng 80 triệu đồng. Trong đó, đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường, khu vực và các đơn vị kết nghĩa lữ đoàn pháp phòng 0226, kho 301, trạm radar 50, hỗ trợ 65 triệu đồng, còn lại gia đình đóng góp. Năm 2022, phường Long Hòa đã vận động từ các nguồn xã hội hóa xây dựng 16 căn nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn, với tổng kinh phí trên 920 triệu đồng. Mới đây, đội tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ đã tổ chức diễn văn nghệ tuyên truyền tại công viên Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. 6 tiết mục văn nghệ gồm các thể loại song ca, đơn ca, nhóm ca múa với chủ đề ca ngợi tình cảm gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trong giai đoạn hiện nay. Các tiết mục được dàn dựng công phu do các nghệ sĩ ca sĩ thuộc đội tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ trình diễn, qua đó nhằm truyền tải thông điệp đến mọi người tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phát huy vai trò của ông bà cha mẹ trong giáo dục con cháu và khẳng định văn hóa là động lực của phát triển, văn hóa gia đình là cội nguồn của văn hóa dân tộc, gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 12 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.